Cậu tìm anh đây tự ý đối và dễ vợ. Nó cần một người có thể che có thể chở. Căn nhà ta xây em đành lòng em để đổ. Cú sốc này nặng anh đây không có thể đỡ. Thì kẻ dài khờ là một kẻ yêu thật lòng. Rồi quay đi và quay lại vẫn ngồi khóc cho mà xem. Em vẫn là người mà anh luôn tin tưởng nhất. Về mà người phản bội anh thì đó cũng chính là em.